nè coi. Ôi trời ơi, cô tự chụp con hả? Trời ơi, nó đi cho cô chú. Trời ơi, cô chú con chay nó tự chụp nó này nha cô chú nha. Quá đẹp không? Bây giờ cho cô chú coi những cái tấm hình mà chay tự chụp nè, tự sướng này nha. Nè, đẹp lắm. Cái bộ album này nó chụp tự chụp đẹp lắm cô chú ơi. Cái album này nha, rồi. Chưa từ từ để cho cô chú coi. Rồi, cho cô chú coi rõ. Đó, album nó tự chụp đó nha. Đó, cô chú thấy hình tự chụp chưa? Chụp là phải đó. Ngoài có hình tự chụp. Đó, tự chụp là phải vậy đó, sau đời vậy đó. Chụp là phải sau đời. Đó. Nè, con này nó tự chụp luôn nè cô chú nè. Tại vì cái lưng của Ngọc là Ngọc đứng đằng sau, Ngọc đâu có biết nó chụp này, thấy không? Nó tự chụp nó đó. Nó đi đâu là tự cầm máy, tự sướng cái đâu thấy đó. Cái gì vậy? Không, cái đó là để ấy nha, chứ không phải để chơi nha. À, con muốn cho ngoại coi hả? Con thấy con nói bà ngoại ơi. Con có PJMS. Đây nè, đây nè, hình nó tự sướng. Hình nó tự chụp nó nè cô chú nè, đó. Chịu đời thôi có thấu không? Trời ơi, bởi vậy hả? Đây nè, chụp nhiều lắm, nhìn nó tự chụp nhiều lắm cô chú ơi. Đây nè, tự chụp nó nè. Nằm ngoài nè. Sợ quá. Sợ lắm. Ớn nó lắm, nhiều lắm, thực chụp nhiều lắm. Trời, nó mới chụp tóc cho mẹ nó nè, có được không? Nó tự chụp cho nó nè cô chú nè. Thôi còn anh hình nào nó tự chụp. À đây ngoại, cái tấm này dữ nhất rồi ngoại nè. Ôi dễ thương chưa? Thì dữ chưa? Thì con ta tự một tay cầm máy mà một tay tự chụp vậy là quá dữ luôn rồi chứ gì nữa. Chụp, con bắt con làm rồi chụp cho con nè. Đó, thấy thương không? Ngộ ghê thế tao. Rồi nó còn đi nó chụp những cặp đôi khác nữa. Người ta đang ngồi trên xe lưng người ta, nó chụp hình cho người ta đó. Trời ơi, nó chụp cô này góc này đẹp này nha. Nó chụp cô này. Cô đó chụp đẹp vậy, cũng. Ờ, nó chụp cô này đẹp nè, tự nhiên nó đi chụp ra hả? Rảnh dễ sợ thì cái chứ. Rồi hai vợ chồng ta nó làm y như là nó là điệp viên vậy, nó đi chụp hình. Chụp hình cho đánh ghen hàng sao. Đây nè, còn nó này nó chụp cho ba nó nè. Hay quá ta. À, chụp cho ba nó đó. Dữ chưa? Chụp cho ba nó chụp đẹp lắm. Nhìn nó ta. Mốt đi chơi đi đâu kêu nó chụp hình cho được. Ừ, đây nè, tới chụp nó nữa nè. Phải chưa ta? Rồi đây nè, đây là nó chụp bằng chân của nó là ngoài. Đó, nó để lên nó chụp bằng chân của nó. Chụp bằng chân của nó. Dữ bằng chân này dữ chứ phải, đơn giản nè. Rồi nè, có nó ngồi lần sau nó chụp con này, con lái xe nó chụp con nè. Cô chú giờ mới thấy được mấy cái clip này chứ còn đời đi đó. Rồi đã hết rồi đó. Gì con? Gì vậy? Rồi đi đứng dán cho ngoại coi phải không? Bước lên đây. Bước lên đây dán cho ngoại coi. Cái này đó là bằng keo cá nhân mà nó dán y như là để nó bị thương vậy đó, nó làm cho đẹp vậy đó, xì tin đó mà. Nó là tươi xì tin. Ngồi xuống. Giờ muốn dán ở đâu? Con dán đi. Giờ dán con trắng nha. Dán áo. Không, dán ở đây thì mới đẹp. Dán ở đây mới đẹp. Thôi. Mới dán nó dán nó ra rồi tóc rồi sao thấy. Rồi dán ngay cái cằm ha. Rồi dán ngay cái cằm luôn. Đó, thấy chưa ngoại? Cô chú thấy chưa? Quá. Mới dán được áo gì nữa. Dán chân hả? Ok, bây giờ nè. Thị phạm cho cô chú hay bây giờ nè. Bây giờ là ngang mẹ cần chụp hình. Mẹ cần chụp hình để mẹ giới thiệu thuốc cho cô chú. Ok, bây giờ con sẽ là người chụp những tấm hình đẹp nhất cho mẹ nghe chưa? Ok. Oh no, quay rồi chờ mẹ. Rồi chờ mẹ vuốt tóc tay đàng hoàng nha. Rồi chụp hình này trước, chụp hợp xung với cá mập trước. Chụp. Làm sao? Mà. Đang hỏi từ. Cheese. Ủa chụp với gì kì vậy? Chụp đàng hoàng.
ngồi dạy cô Thú có thấy hộp thuốc đâu đâu. Bởi vậy ra nó chụp hình đó, vậy xấu quá trời xấu, ai chụp hình rồi đi. Thôi hỏi cô chú coi thấy tấm này xấu không? Thấy tấm này quá xấu này nè cô chú nè, nó chụp tấm này quá xấu luôn. Đó, nó chụp cái tấm vậy là quá xấu đúng không cô chú? Rồi bây giờ chụp lại, chụp sao thấy hết người mẹ, chụp hết nửa người mẹ luôn. Làm kiểu gì? Làm kiểu gì cho tấm hình thiệt đẹp nha. Cái gì? Làm kiểu gì cho tấm hình thiệt đẹp nha. Kiểu gì nữa? Làm kiểu gì nữa? Làm sao nữa? Cười rồi sao nữa? Sao nữa? Có làm gì nữa không? Tấm này được chưa ta? Tấm này được chưa? Nó chụp tấm này, nó chụp tấm này vậy được chưa cô chú? Tấm này cũng tạm ổn rồi nha, chứ không phải đơn giản nha. Đẹp ghê ta ơi, nó chụp được tấm này đẹp nè. Cuối cùng đó, được tấm này đẹp ghê không? Bắt mày làm kiểu đi, nói mày làm kiểu đi, kiểu gì cho đẹp. À làm vậy á hả? À làm vậy á, ok. Rồi chị, kiểu gì nữa? Giờ làm kiểu gì nữa? À mà à, đúng rồi, nó cuối cùng được chụp được kiểu này nè cô chú nè. Đó, đẹp chưa? Tiếp tục kiểu gì nữa? Thôi cô chú lâu quá cô chú chưa thấy chạy đi ra ngoài công viên chơi ha. Trời ơi mai đây mặc quần jean gì đẹp dữ trời. Vui quá. Con chơi chị hả? Trời ơi chơi chị đó, chơi chị lớn hello. Chị đi. No, I'm okay. That's nice. Nó hỏi chị. Nó nói chị ăn khoai tây chiên không? Bé đến đây không, chị không ăn. Không biết san sẻ, không biết hỏi đó. Mặc dù Ngọc không có cầm cái khoai tây chiên trên tay nha, không biết đâu mà nó nhớ á. Nói chị ăn khoai tây chiên không? Đó, vậy mới được chứ, phải chia sẻ nhau mới đúng. Lâu quá cô chú không có thấy chơi đi ra ngoài đường ngoài công viên chơi ha. Mấy nay thời tiết đẹp á, mấy đứa nít đi ra đây chơi nhiều. Này thời tiết quá đẹp luôn á. It's a beautiful day today, right, Jady? Careful, okay? Chị này chỉ theo chỉ bảo vệ nó nè. Chị này nhìn cái mặt này người giống như người Ấn Độ nè. Hồi bữa Ngọc có đi. Oh wow, thăng bằng quá, good job. Hay quá ta ơi, hay lắm bồ ơi. Rồi, now wait for her. Wow, see how fast she do it? Good job. That was hard. Yeah. Mấy anh chị Ấn Độ này chứ sao này, cô chú biết làm nghề gì không? Bác sĩ. Giỏi lắm. Mấy anh chị này là qua giỏi toán đồ dữ lắm. Đi vô mấy cái gì đó bệnh viện bệnh đồ là thấy là toàn là người Ấn Độ, người ta là bác sĩ không à cô chú ơi. Có cái truyền thống giỏi toán hàng sao á. Trời ơi. Chị đó chị cũng bảo vệ em á, nói em cẩn thận, em cẩn thận á. Có ba nó kìa, ba đứng kia chơi bóng gỗ kìa. Chạy ba đâu? Chạy đi, ba đâu? Wow. You wanna take that off? Okay. Mẹ mở cho. Có lạnh không? Wow. Chị cũng tội đeo theo nó chơi nữa. Cũng có sức quyến rũ đó. Ừ. Đâu tự nhiên người ta đeo theo chơi vậy đó. Không quen biết nha, không quen biết từ nào giờ không quen biết á. Đi vô để mà gặp nhau đó. Giống như là gặp em trên cao lộng gió. Rừng Trường Sơn. Áo áo lá đỏ. Ba nó tôi kêu đi công việc. Ba nó kêu tôi chạy tới đây. Lâu quá rồi không tới tới đây. Hey, good, good, good. Hello there. Rồi, chạy đây. Do it. Do it. Trời nay mặc cái quần jean muốn rộng như vậy sợ muốn đá một cái cho té vậy sao. Mặc quần jean là muốn đá cái cho té liền rồi. Đưa cho chị cái chiếc thải với con. Dí hoài không được. Đưa cho chị thải với. Say you do it. Look.
Jade. Wow, almost. Sắp trúng. Xém thôi. Ooh, it's broken. Chị đó, chị nói đừng có đụng cái đó, đâm đụng cái đó là bị đứt tay của em á. Chị nè, chị nè, có em được rồi nè. Hai đứa này chị em nhau đó, đảm bảo luôn con này chị mẹ em. You guys are sister? Brother and sister? Yeah. Wow, good job. nó là nó chơi với mấy người vậy là được cho cô chú con chơi mấy người lớn 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 nè. So while I was driving, I was thinking that when we go to Florida, I'm gonna stay longer. I need to stay longer. I told you, Deidre, yeah. And I'm like, what are you gonna stay here for? Just be in the cold? No, not that. I wanna stay there just to be warm. But we have things to do, lots of things to do. Yeah, clean up and a lot. Go to IKEA. Yeah. Yay! What's that? Mommy, what's that? Yeah, like a bag. Yeah, look at me. You got it? Now you gotta shoot at the hoop, Katie. Whoa! Katie, có lạnh không? Are you cold? Cái giờ cho tới cuối tháng này là thấy là khỏe đó cô chú. Tới tháng 4 là khỏe rồi đó, rồi tới tháng 5, 6 là bắt đầu mùa hè rồi, khỏe ru. Tính ra năm nay mùa đông thấy nó cũng ít, tại vì mình cũng bay nhiều quá, đi nhiều quá nên thấy mùa đông nó ít. Rồi cho ba nó chơi đi. Thinking you could leave without me, thinking you could leave. Đâu rồi con kia rồi, Shibaloo kia rồi. Trời ơi, con Shibaloo rồi. You can't, Daddy. Can you help her? Trời ơi, con mặc cái quần lá cho cái đó cho con cái cho rồi đi. No, she can. Làm đi con. Okay. No, no, no. You go up here, right here. See how small it is? And you put one foot there, one hand here. One hand here. No, my. Just the skill. One hand here. All she needs is like a skill. Here. Be careful. See? You got it, JD. Wow. Daddy. Lớn. Don't let go. Là biến con này, con là biến. Yeah, mặc cái quần muốn đập nó đi hả? Đây, mày chùa mũi. Ham đi công viên lắm rồi, gọi gọi kìa cô chú ơi, cho ở đây chơi tiếng đồng hồ đi. How old are you? Me? I'm 10. 10? Yes. Chị đó 10 tuổi đó. Jady, how old are you? Tell her. Tell her. 3? Wow. Bao nhiêu tuổi đưa ra ba số 3. Không nói câu rằng. Where do you wanna go? Slide, giờ muốn đi slide rồi. Giờ muốn chơi cầu trượt, cầu tuột rồi. Mấy đứa nít này đang chơi quá trời luôn cô chú ơi. Ủa, cầu tuột đâu có đi đường đó đâu. Muốn ăn miếng kem không? Hay lại múc muỗng kem ăn đi à. Yeah. Ở trời, đi cái đường coi, nó đi cái đường khổ đời nó không. Đó. Ồ. Are you okay, chị đi. Trời. Trời đất ơi. Daddy. Oh. Trời nó lại cái cầu tuột nó được thiệt luôn hết trời. Cầu tuột nó cao lắm á. Có người chụp á.
À, chú coi trời, mấy đứa bé này nó chơi trời nè. Rồi, 1, 2, 3, go. Go. Tự nhiên cái thằng nó đang đứng trong kia 1, 2, 3, go ngoài đây. Hỏi, ủa mày la vậy? Mà nó không biết Ngọc Lan, Ngọc kia nó đi, nó cũng đi luôn, nó nói ok. Lạnh lắm. Đó, đó, từ từ nha, để mày chụp ngang. Khoan ngang, wait. Okay. She was saying, "Mommy, go away." Oh my goodness! Good job. Do it again. Good job. Trời ơi, con nó bản lĩnh dễ trời, cho cô chú đuổi tôi đi ra luôn, cô chú ơi. Tính lại hứng nó kêu mẹ, đi ra chỗ khác. Ủa người đâu rồi? Sao lâu vậy? Wow. Ủa con kia đâu rồi? Where's Chaney Wagon? Where's Shiba Chow? Where's Tam? Tam ơi Tam! Xuống Tam! Rồi, chơi Tam, xuống Tam! Trời ơi, hay quá Tam ơi! Oh. Oh, good job! Yeah! Nữa, nữa, đi nữa. Bé này tội nè. Thấy thường thường mấy đứa mà lớn lớn ít khi bây giờ nó thích chơi với mấy đứa nhỏ không cô chú? Nó chơi mất công dữ phải không? Nó kiếm mấy đứa lớn chơi cho không khỏe, nó đi theo dữ như em á vậy đó, tụi nó thương không? Oh, it looks like you guys can go up there. They put something. Ủa bạn ở đâu rồi? Ủa bạn đi về hả? Trời ơi, buồn cái tại. Ủa gì kì vậy? Chơi kì vậy? Có ai chơi, có ai chơi xích đu kiểu đó không? Có ai chơi xích đu kiểu đó không? Chỉ tôi giùm cái chơi xích đu kiểu đó. Ngồi lên. Mẹ ơi mẹ giúp con. Ok. Đỡ chói mắt phải không? Giỏi, đúng rồi. Ngồi hướng này là đỡ chói mắt, đúng rồi. 1, 2, 3, dính chặt vô Shibuya. Shibuya. Thôi từ từ chơi đi. Tình yêu em xây bằng ước vọng. Wow. You're not very fast, Shady. Hay mày đẩy cho con. Try some ice cream? Mày đẩy cho. Mày đút cho con ăn phanh phai nha. Ok, mày đẩy cho sao không? Open it up. I'm gonna give it to her. Rồi, há miệng. Giỏi. Giỏi ghê vậy. Lạnh không? No more lạnh. No more. Oh, no more, no more. No more. Xuống hả? Lạnh không? Mặc áo vô không? You want some french fries or ice cream? Ice cream đi. Ice cream and french fries are the best combination, right? Thinking you can leave. She handed it back. She said, it's cool. French fries, can I have two french fries? Oh, okay. Like. Ăn hết luôn đi. Ngồi xuống đất ăn. Where are you going with those french fries? Ăn chỗ nào ngồi im, chỗ ăn đi.